cho em nói về câu. Rồi, xin mời. Em cảm ơn thầy rất là nhiều. Năm rồi đó là em còn nặng hơn cái chị đó nữa. Nhưng mà cũng nhờ thầy mà em đã được bệnh như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, rồi son mũi, hen suyễn thì phương pháp của thầy chườm gan em cũng khống chế được. Coi như cũng còn nhưng mà tự rễ được, nhưng mà bây giờ hơn một năm rồi không có tiếng nước bọt nữa. Người nó mất vị giác, miệng lúc nào cũng khô. Bây giờ em không biết trị bằng cách nào. Chị đang làm ở cái gì? Hồi trước em làm nhà hàng nhưng mà bệnh em nghỉ không làm nữa, rồi bây giờ thì mình làm nhà hàng, mình làm về nấu bếp phải gì? Từ A tới Z cái gì cũng làm hết. Không, cái gì thường tôi hỏi chị em nấu bếp. Là tại vì là tôi muốn hỏi chị là tại vì cái người mà bị khô cái miệng đó mà do bị cái chuyến nước bọt đó là thường thường do đứng bếp, rồi đứng bếp nó bị nóng quá rồi nó làm cho tổn thương cái chuyến nước bọt. Do đó là chị mới bị cái chứng đó. Bây giờ lưỡi em nó không có cái màu trắng nữa, lúc nào nó cũng đỏ mà nó nứt nứt nên ăn uống nó cũng rất là đỏ. Chị nè lưỡi đây coi. À được, cảm ơn chị. Thì để mà phục hồi lại cái đó đó thì chị bỏ hai cục đá trên nhân lạnh. Và mỗi ngày buổi sáng hoặc buổi tối chị chịu khó, chị đẩy, chị lấy cái đá lạnh đó. Cái cục đá mà mình bỏ ngăn lạnh đó, chị đẩy vô mặt vô thôi, chị kích thích ở chỗ này. Và chị sẽ thấy là khi chị chà vô cái chỗ này xong là đều hết. Và tốt nhất là đừng có dùng nước nóng để mà rửa mặt. Mà chị làm lạnh hết, chị chịu khó làm xoa mặt hết. Nhất là hai cái chuyến nước bọt nằm ở đây. Sau khi chị làm hết rồi là nó hết rồi, chị đem tất cục đá lên ngăn lạnh. Rồi chị rửa mặt, rồi tối gì trước khi ngủ chị cũng làm lạnh cho tôi. Thời gian làm vậy là bao lâu? Cái cục đá hết lạnh là được rồi. Này, thì chị làm vậy thì tôi còn ở đây là nửa tháng nữa. Thì có gì chị gọi điện báo cho tôi biết kết quả. Có cái này nữa thầy, tháng 8 em cũng về, thì em xin hỏi thầy là cái khóa học bên nhà của thầy mở là thời gian nào? Cái khóa học là nó phụ thuộc nào cũng có mở lớp. Thành ra là chỉ cứ sáng thứ hai là phải khai giảng rồi. Thành ra là cứ đến đó. Nhưng mà cái kết quả của cái tuyến bọt của chị á thì chị sẽ báo lại cho tôi. Cái đó là mình làm mỗi ngày rồi thời gian bao lâu hay làm sao? Mỗi ngày chị làm. Phải đi làm. Sáng thức dậy đâu có đi làm đâu. Sáng thức dậy chị mỗi một phút ngồi rồi sáng lên. Rồi tối đi về một phút ngồi rồi sáng lên. Con cái này em hỏi thêm thầy là em có cái nhiều cái bệnh nó hay ngược cái người. Thí dụ người ta ngồi dậy đứng dậy, ngồi đứng dậy chóng mặt. Nhưng mà em thì ngược lại, khi em lên giường em nằm xuống thì em có bị chóng mặt. Cái đó là dấu hiệu của rối loạn tiền đình. Thì nó mới vậy. Chút xíu rồi tôi sẽ nói để tôi lại hướng dẫn cho mọi người cái ôm máu lên đầu á. Để điều trị cái đó, không sao đâu. Tôi nhìn đi, mọi người không có. Tôi là tôi còn bố sinh năm 32 giống như bác Tư vậy đó. Và tôi đi xa nhưng mà bao giờ tôi cũng nghĩ tới cho ông già tôi. Thì lý do là không có cái gì mà hay nhất mà còn cha còn mẹ. Tôi thì mất mẹ sớm. Thì mẹ tôi mất vì ung thư cổ tử cung. Cho nên lý do tại sao mà tôi đi tìm hiểu những cái cây thuốc chữa ung thư nhiều lắm. Và cho tới khi mà phát hiện được cái phương pháp chemotherapy để mà có thể giúp được cho ung thư, tôi rất là mừng. Và tôi không lấy cái đó làm cho cái tài sản riêng của tôi mà tôi đem hết để phổ biến cho mọi người, để mong mọi người hiểu và sử dụng giống như hồi mình học vậy đó. Để làm gì để mình không bao giờ bị cái đó. Và không bao giờ bị có nghĩa là mình không bị mất những cái người mà mình thân yêu nhất. Anh làm được những cái chuyện mà tôi rất là hài lòng, đó là giúp cho vợ mình và giúp cho mẹ mình. Thì tôi mong rằng anh đó là mãi mãi là người đàn ông là đẹp nhất trần gian này. Cho ta bỏ tay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.